thù lớn nhất của makeup và những người làm kinh doanh internet đó là sự hoàn hảo. Ok, tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì là khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải làm hoàn hảo nhất thì bắt đầu chúng ta sinh ra áp lực và chúng ta không dám làm, bởi vì chúng ta so sánh mình với những người khác, so sánh với những người giỏi hơn, những người có những trải nghiệm khác, và bạn bắt đầu co rúm người lại, bạn sẽ cứng người lại vì sợ hãi. Bạn nghĩ rằng là sản phẩm của bạn tạo ra nó chưa thực sự hoàn hảo, bạn không dám xuất hiện trên internet, bạn không dám chia sẻ những cái giá trị mà bạn học được để cho những người là khách hàng của bạn tin tưởng bạn, và bạn lo lắng rằng là bạn không hoàn hảo. Tôi và bà xã Hạnh Phạm 2 Stylist cũng đã từng mắc phải trường hợp như vậy, và chúng tôi thường xuyên phải suy nghĩ rằng là lên trên xuất hiện trên internet làm một thứ gì phải thật sự hoàn hảo mới làm, không dám làm không hoàn hảo, không dám làm ngay bây giờ mà phải chuẩn bị nọ kia, cuối cùng là nhiều cái hay ho đều là bỏ đi, bởi vì đâu ý tưởng rất là hay nhưng mà không cho nó xuất hiện trên internet, không đưa nó ra được thị trường, và từ đó nó thiêu trộn vào những ý tưởng hay ho mà đáng ra nếu mình làm thì lại rất là tuyệt vời, đúng không nhỉ? Cho nên là tôi học được thêm một cái bài học, đó là chỉ cần 80% là được rồi. Làm cái gì cũng vậy, chỉ cần 80% là được rồi, chỉ cần xuất hiện thôi và bạn làm 80% chất lượng là được rồi, và từ đó bạn có cơ hội được sửa lại ở lần sau, và cái tâm lý của bạn nó không bị gánh nặng, cho nên bạn làm rất là mạnh, bạn có chuẩn bị, bạn có trì hoãn, bạn có mọi thứ tuyệt hảo lắm, thì cuối cùng nó chỉ ra được 80% thôi, không thể ngoài 80% được. Vì sao ạ? Vì cái sự đo lường nó là tương đối thôi, nó không có gì là tuyệt đối cả, cho nên cứ nghĩ 80% để chúng ta làm cho nó dễ dàng hơn. Đó là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, đó là sự hoàn hảo. Nên nhớ là hoàn thành hơn hoàn hảo. Cảm ơn bạn đã xem cái video của Nguyễn Văn Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.